Hello mọi người, thì như mà cũng thấy thì trên bàn của mình đây là một cái máy chơi game cầm tay tới từ thương hiệu MSI và tên đầy đủ của nó là MSI Claw phiên bản màn hình 7 inch. Thì trước đây ở trên channel của Techlab mình đã làm hai video có liên quan tới cái máy này rồi, một cái là tư vấn những cái thiết bị back to school. À, cái thứ hai đó là chơi thử game tự game Black Myth Wukong ở trên con MSI Claw này. Uh, mình có đọc comment của rất là nhiều những cái bạn comment về chiếc máy này và mình cảm thấy là nó hơi bị tiêu cực một chút xíu giống như kiểu là máy giá cao cấu hình yếu rồi không thể nào so sánh với những đối thủ của những cái brand khác thì mình cũng đã đọc qua và bên cạnh đó mình có kết hợp với việc mình trải nghiệm và mình đọc thêm những cái nguồn tư liệu bên nước ngoài nữa thì sau khoảng 3 tuần sử dụng liên tục thì sau đây là những cái ý kiến của mình xung quanh cái mẫu máy MSI Claw này ha. Thì với mức giá ở tại thị trường Việt Nam là 15 triệu thì sẽ có những cái điểm các bạn sẽ thích ở chiếc máy này và tất nhiên cũng sẽ có những cái điểm các bạn sẽ không muốn mua chiếc máy này. Chi tiết như thế nào hãy cùng mình tìm hiểu trong video ngày hôm nay nhé. Đầu tiên hãy nói về cái điểm mạnh nhất của con MSI Claw này đi theo mình thấy cái điểm mạnh nhất của nó không phải là ở việc cấu hình mà cái việc là cái cảm giác cầm nấm và cảm giác sử dụng con MSI Claw này nó theo mình thấy nó mang lại khá là nhiều những cảm xúc đặc biệt là dành cho những bạn nào mà có niềm đam mê chơi game giống như mình đi à, tất nhiên với cái mức giá là 15-16 triệu đồng các bạn hoàn toàn có thể build được những bộ máy PC tầm trung à, chơi game nó thoải mái hơn rất là nhiều Uh, nhưng mà đôi khi khi mà chúng ta chơi trên những cái máy đó đôi khi chúng ta sẽ bị gọi là bị mất tập trung hay là chơi với chuột ghế phím rồi với khoảng cách giữa con mắt với cái màn hình thì nó sẽ khác biệt hoàn toàn so với các bạn cầm một cái máy chơi game cầm tay ở trên tay và tất cả những cái đặc tính xung quanh đều hỗ trợ cho cái việc chơi game từ cái việc có joystick tới những cái nút bấm ở đây và cái, cái 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 tư thế cầm của các bạn đó đó làm cho các bạn có thể kích thích cho các bạn chơi game hơn cho nên, cái điểm mà mình đánh giá cao trên MSI Claw này Đó chính là cái thiết kế nó cầm nó thoải mái Nó tối ưu cho việc chơi game à, Khi mình dùng cái máy này để mình chơi những tựa game nhập vai Chẳng hạn như là World of War hay là tất nhiên Black Mid thì mình có thể chơi liên tục khoảng chừng 3 tới 4 tiếng đồng hồ đó giống như bị đam mê bị ghiền luôn và không bị distract bởi những những thứ khác đó ví dụ như mình mình xài laptop đi dù đang làm đang chơi mình có những cái công việc email tới rồi tin nhắn messenger tin nhắn từ telegram lắc thì nó sẽ làm mình mất tập trung còn ở trên con máy này mọi thứ xung quanh mình chỉ cài game thôi và mình cầm lên mình chơi và mình tận hưởng đúng cái game của mình thì cái đó là cái điểm hay nhất ở trên con MS Claw nói riêng và cũng giống như là trên những cái máy chơi game cầm tay nói chung ha tuy nhiên nói đi thì cũng phải nói lại uh, nhiều bạn sẽ nghĩ rằng máy chơi game cầm tay thì cái ưu điểm của nó chính là cái sự nhỏ gọn tiện lợi có thể mang bất kỳ nơi đâu để chơi đúng không nè thì cái này mình không phủ nhận bởi vì các bạn có thể cầm cái máy này các bạn đi ra ngoài quán cà phê các bạn chơi các bạn ngồi trên xe hơi ngồi trên xe buýt và có thể tận hưởng enjoy được nhưng mà cái mình muốn nói đây đó chính là cái sự thoải mái uh, như các bạn cũng biết trên một cái máy này thực ra mình nói nó là một cái máy chơi game cầm tay nhưng về bản chất nha nó vẫn là một cái máy chạy hệ điều hành Windows và có đầy đủ các thành phần bên trong bao gồm là chip xử lý RAM bộ nhớ SSD quạt tản nhiệt các kiểu và khi combine tất cả những cái đó lại thì chúng ta có một cái máy nó sẽ không quá là nhẹ nhàng cho nên các bạn sẽ thấy là cái tư thế chơi của con MS Claw này Và mình cũng nghĩ là những cái con máy chơi game cầm tay Windows khác Đó là các bạn sẽ để lên bàn những nơi có một cái điểm tựa để Ví dụ như vậy đi hoặc là trên giường các bạn các bạn để ngay trên giường các bạn cầm và các bạn chơi thì đây chính là cái tư thế thoải mái nhất cho các bạn chơi cái máy này còn nếu như các bạn mà không có điểm tựa chẳng hạn như các bạn mà ngồi xe hơi đi chẳng hạn như vậy đó mình cầm như vậy nè mình chơi khoảng chừng một thời gian thôi mình à, thấy mình thấy tầm 15 20 phút thôi là các bạn thấy nó rất là mỏi rồi thì đây cũng chính là một cái điểm mà các bạn nên lưu ý khi mua ha à, không phải là mấy chơi game cầm tay là nó sẽ à, nhẹ nhàng để có thể cầm chơi liên tục như vậy hai ba tiếng đâu cái điểm tiếp theo mà mình muốn nói về cái máy này đó chính là cái độ hoàn thiện của cái máy này ha thì mình xài cái máy này cũng được hơn 3 tuần rồi xài ở bất cứ mọi nơi từ ở trên chỗ làm cho tới về nhà cho tới trên xe thì đây là cái giao diện của cái máy này các bạn sẽ thấy là cái bill của con em hai con này mình thấy giá là khá là tốt nha toàn bộ cái tổng thể cái máy này được làm từ nhựa và không hề có một chút kim loại nào cả nhưng mà sẽ thấy là các bạn sẽ gần như là sẽ thấy những cái một vài những con ốc đằng sau thôi không quá nhiều nhưng mà khi các bạn bóp vào thì sẽ không có cảm giác ọp ẹp hay là bị uh, rung rinh hay là bị bị chệt so với những cái mẫu máy gaming giá rẻ ha ví dụ như trước đây mình có làm những cái mẫu máy gaming giá vài trăm nghìn cho tới triệu mấy hai triệu á thì đôi khi khi bóp mạnh hoặc là cố tình siết á thì sẽ dễ gặp hiện tượng gọi là hơi bị ọp em một chút xíu thì trên mẫu máy này hoàn toàn không có kế đến là những cái nút bấm thì các bạn có thấy không mình rất là hài lòng bởi việc những cái bộ phím ở trên con mi claw này từ những cái phím trigger đằng sau ltrt T, những phím đằng trước này nó hoàn toàn bấm nó thoải mái vô cùng và gần như không có cảm gọi là bị miss nào cảm ngay cả những cái như là cần joystick nè gọi phím bấm điều hướng cho tới bốn phím X, Y, A, B đây thì mình cảm thấy là độ hoàn thiện nó cao độ delay trong những cái tựa game mình chơi là hoàn toàn không có và đặc biệt nha cảm giác nhấn chạm vuốt á nó mang lại cho mình cảm giác giống như là mình đang chơi trên một cái tay cầm Xbox thì các bạn cũng biết rồi trong thế giới tay cầm thì tay cầm Xbox luôn được đánh giá khá là cao thì con này cũng mang lại một cái trải nghiệm tương tự như vậy rồi tiếp theo mình muốn nói tới một cái vấn đề nữa đó chính là về cái màn hình của con máy này thì nó sẽ như thế nào? thì bạn biết con máy này nó sẽ có một cái màn hình 7 inch à, tấm nền thì mình nghĩ là IPS LCD kết hợp với đó là độ phân giải Full HD và tần số quét là 120 hertz. À, tất nhiên nó sẽ hỗ trợ cảm ứng hoàn toàn ha. cho nên nếu như các bạn mà à, ngoài cái việc mà các bạn chơi game đó, thì các bạn có thể sử dụng cái máy này như là một cái máy tính sách tay thu nhỏ có màn hình cảm ứng Các bạn có thể, đôi khi nha, khi các bạn không có chuột, không có bàn phím Các bạn có thể nhấn vào duyệt web, uh, coi Youtube, xem Netflix, vi On, nghe nhạc Thì nó đều hoàn toàn ok, nó như là một cái máy tính thu nhỏ vậy đó Cái chất lượng hiển thị trên môn máy này mình đánh giá khá tốt Ổ sáng màn hình cao, khi chơi game thì nó làm cho mình có cảm giác gọi là... Uh, kích thích cũng như là bị rất là hào hứng khi chơi vậy đó. Đặc biệt là những tựa game hành động. À, mình có chưa có đo cái độ chuẩn màu của cái máy này thì thực sự mà nói đây là một cái máy chơi game mà à, mình cũng sẽ không dùng nó để edit à, hình ảnh hay biên tập đồ họa gì quá nhiều. Cho nên mình thấy với cái khả năng hiển thị của nó, độ tương phản cho tới độ sáng thì mình đánh giá là mình hài lòng ở trên con máy này ha. Nói về phần nhìn xong thì mình sẽ nói về phần nghe. Loa trên con MSI Core này nghe khá tốt. Uh, không chỉ tốt cho việc gaming nha khi mà mình vào những tựa game mình mở tầm 80 90 phần trăm dung lượng á, thì mình nghe nó rất là ổn nó đặc biệt cho những tựa game hành động chẳng hạn như là God of War hay là Black Myth Wukong đi thì từng những cái tiếng vũ khí hay tiếng né tiếng nhân vật thì mình nghe rất là rõ ràng và nó tạo ra một cái hiệu ứng khá hay đó chính là hiệu ứng surround âm thanh vòm xung quanh cái máy khi mình mình cầm chơi game như vậy nè thì âm thanh nó tỏa qua từ tay trái cho tới đến tay phải của mình thì mình có một cái cảm giác nó khá là hay nó giống như âm thanh vòm vậy đó cho nên đây là một cái mình đánh giá là một điểm cộng ở trên cái máy này. Và khi mình không chơi game, mình có thể dùng cái này để mình xem Youtube, xem phim giải trí vẫn rất ok. Đẩy sáng đồ hình, đẩy sáng màn hình lên mở âm lượng tầm 90% hoặc thậm chí là 100% thì nghe nó rất là enjoy. Đó thì đây chính là những cái mà các bạn uh, có thể sẽ được thấy được ở trên cái con MSI Claw này. Rồi, bây giờ sẽ tới cái phần mà rất là nhiều người tranh trải trên con MI Claw này Đó chính là cái cấu hình của nó Thì như em cũng biết, uh, trong khi những cái hãng khác chẳng hạn như là... Mình nói luôn không hiểu gì hết, đó là Asus đi Thì họ đi theo một cái con chip được tối ưu riêng, ABU của AMD Đó, uh, uh, và được đánh giá là hiệu năng khá ổn Thì ở trên con máy này chúng ta sẽ có một con chip là Intel Core Ultra 7 đó, thì con chip Intel Core Ultra 7 này không phải là một con chip được tối ưu riêng dành cho MSI mà các bạn sẽ thấy nó xuất hiện ở trên khá là nhiều những cái mẫu laptop tầm trung hoặc là cận cao cấp khác, Đó, chẳng hạn như là những con máy ba hai mấy triệu ba mấy triệu bốn mấy triệu thì cũng đã xài con chip Intel Core Ultra 7 này rồi. cho nên uh, cái sự tối ưu của con chip này thì theo mình nghĩ nó sẽ không được như là những con chip được uh, làm riêng dành cho cái máy chơi game. Đó thì cái này là cái ban đầu các bạn cần xác định. Cái thứ hai đó là con máy này có sở hữu là RAM 16GB và cạt đồ họa tích hợp là Intel Arc. Bây giờ mình sẽ chưa nói về những cái số điểm benchmark hay là những cái sự so sánh với những con chip khác ha. Mình sẽ nói ngay về cái việc mình chơi game. Mình sẽ đi tới luôn hai cái tựa game khá là nặng ở thời hiện tại đó chính là cố of và Black Myth Wukong thì như các bạn cũng thấy hôm bữa mình đã đề mô cho bạn coi chơi tựa game Black Myth Wukong thì chiếc máy này có thể chơi được với số FPS rơi vào khoảng từ 40 cho tới 60 FPS đặt và lưu ý là phải có những cái tinh chỉnh bên trong chẳng hạn như là bật SESS uh, uh, giảm cấu hồi xuống về lô hết tất cả thì sẽ chơi được nhưng mà vẫn xảy ra cái hiện tượng giật lắc hơi nhiều đó. À, và lưu ý là cái phiên bản này mình đã update BIOS rồi, đã nâng cấp full phần mềm rồi chứ nếu như mà chưa nâng cấp thì mình có coi những cái chuyên trang nước ngoài họ đánh giá thì cái hiệu năng nó còn tệ hơn nữa. Đó, thì suy ra cái kết luận của mình sau khoảng 3 tuần sử dụng cho cái máy này là sao? MSI Claw không phải là một cái máy chơi game mạnh nhất và tối ưu nhất các bạn có thể có được ở thời điểm hiện tại. Nhưng với cái mức giá 15 triệu thì mình đánh giá đây vẫn là một con số nó khá phù hợp cho các bạn có được một cái máy chơi tương đối tốt hầu hết những cái tựa game hai ba năm tuổi trở về trước hoặc là với những tự game bông tấn thì cứ với một chút sự setting thì các bạn cũng có thể chơi được mặc dù là nó hơi lắc một tí xíu mình có tìm hiểu thì mình thấy cái việc lắc này nó xảy ra với khá là có thể có khá là nhiều nguyên nhân cái đầu tiên có thể nói như mình có nói lúc nãy là chip intel core ra 7 thật sự chưa tối ưu tốt cho những chiếc máy chơi game cầm tay cái thứ hai đó chính là cái việc do chiếc máy này sở hữu một con cạc đồ họa tích hợp là họa ạt và nó phải sử dụng chung RAM với lại hệ thống đó là xe RAM ra để có VRAM để xài chứ không phải là có một cái VRAM riêng chẳng hạn như là con mấy con cạc như là 3060 hay 4060 có 8GB VRAM, thì con này hoàn toàn gần có mấy trăm mê thôi và phải xe với RAM ra thì cho nên cái máy này chỉ có 16GB RAM và mình có coi trong cái phần setting của máy thì cái cạc đồ họa ạt nó đã xe hết 8GB rồi suy ra các bạn chỉ còn lại có khoảng 8GB RAM cho việc xử lý những tác vụ hệ thống thôi cho nên mình thấy đây cũng là một cái sự thua thiệt của cái máy này so với con Asus bởi vì có mình Asus AOG Ally X có phiên bản 24 GB thì nó sẽ xe được RAM nhiều hơn cho cái cạc độ họa ha. Thì đây cũng là một cái điểm mà nếu như năm sau mà MSI làm cho những cái dòng máy mới thì nên có những cái phiên bản tùy chọn RAM nó cao hơn. Không phải là cái việc cấu hình thấp là cái mà ảnh hưởng trực tiếp tới cái việc chơi game đó các bạn. Theo mình thấy nó còn nhiều yếu tố khác. Bây giờ mình sẽ nói là một cái yếu tố mà chiếc máy MSI Claw này làm khá tốt đó chính là về phần nhiệt độ Thì khi mà biết cái máy này chúng ta sẽ có cái khu vực này là khu vực tản nhiệt chính với ống đồng rồi quạt nằm nằm ở đây hết Thì khi mà chơi game khu vực này chính là khu vực tản tỏa ra nhiệt nhiều nhất và khu vực trên đây nữa là khu vực tỏa ra nhiệt khá là nhiều nhưng nó hoàn toàn không hề ảnh hưởng tới mình đó bởi vì trong suốt quá trình mình chơi cái khu vực mình sử dụng là khu vực này khu vực những cái phím joystick rồi phím bấm và cái bán tay cầm đằng sau thì cái việc máy nó nóng lên nó không ảnh hưởng Nó nóng lên nhiều, máy này nó nóng lên nhiều nha các bạn Nó nóng ở phần này nè, phần này nè Nhưng mà do tay của mình không chạm vào được Cho nên là mình vẫn có thể thoải mái chơi game liên tục 3 cho tới 4 tiếng đồng hồ mà vẫn không hề cảm thấy khó chịu gì cả Đó, đó là cái mà mình thấy hay trên con MSI này Cuối cùng đó chính là về thời lượng pin Thì chiếc máy này lại một lần nữa Uh, đây cũng không phải là một chiếc máy có thời lượng pin trâu nhất trong những cái dòng máy chơi game cầm tay, nhưng nó vẫn đủ đáp ứng cho mình chơi những tựa game chẳng hạn như Black Myth Wukong trong từ khoảng uh, 2 tiếng cho tới 2 tiếng rưỡi đồng hồ. Còn nếu như cấm hay khỏi nói ha thì mình đánh giá thì đây cũng là một cái mức ok để mình có thể trải nghiệm những, những tựa game đó và sau khi mà mình chơi một khoảng thời gian dài như vậy xong rồi mình cấm sạc cấm bằng cổng USB-C ở đây thì khoảng chừng vài tiếng sau thì mình có thể chơi lại được rồi thì đây cũng không phải là một cái nhược điểm gì đó nó quá là lớn tất nhiên uh, vẫn còn vẫn là những thứ mà em sai nên nâng cấp nhiều hơn cho cái máy của mình trong giai đoạn năm sau ha ví dụ như năm sau mà pin lên khoảng chừng 80 mươi giờ hoặc là 90 mươi giờ đi thì tất nhiên cái cái việc trải nghiệm của người sử dụng nó sẽ cao hơn đáng kể rồi để tổng kết lại thì tại sao chúng ta có rất là nhiều những cái bình luận tiêu cực về con M2 Claw này không chỉ ở trong nước và ở cả nước ngoài thì mình đã thấy là con máy này ở thị trường nước ngoài giá khá là cao nếu như mà quy đổi cái con chip mà có hai phiên bản là chip Intel Core Ultra 5 và Intel Core Ultra 7 thì cái phiên bản Core Ultra 7 này bán ở thị trường nước ngoài lên tới 700 đô hơn 700 đô tí xíu thì tính ra nó cũng gần 20 Uh, nó cũng là 19 triệu rồi các bạn nhưng mà ở thị trường Việt Nam thì Claw đang có một cái mức giá khá là tốt chỉ rơi vào khoảng 15 triệu đồng mà thôi và nếu như các bạn có săn sale được hoặc là thậm chí là các bạn mua hàng cũ đã của người khác trải nghiệm rồi đi thì cái mức giá nó tốt hơn khá là nhiều mình phải đánh giá đây là một cái mức giá khá tốt cho các bạn có thể trải nghiệm chiếc máy này ha chúng ta vẫn có một cấu hình nó khá là cao đặc biệt là con chip Intel Core Ultra 7 này nếu như các bạn mà ngoài cái việc nhu cầu chơi game ra các bạn hoàn toàn có thể kết nối cái máy này với cái màn hình và gắn thêm chuột và bàn phím và các bạn có thể gọi là làm việc những công việc cơ bản từ văn phòng cho tới edit uh, cấp kích nhẹ nhàng thì chiếc máy này nó vẫn chiến đấu được ha còn về khả năng chơi game tuy là phải nhìn nhận là nó sẽ thua thì một chút xíu so với những cái đối thủ đến từ những thương hiệu khác nhưng mà về tổng thể nó vẫn mang lại một cái khả năng chơi game khá là ổn đó cái này là những cái mà mình đã trải nghiệm rồi và mình chia sẻ cho các bạn rồi đây là những gì mình muốn nói về chiếc Mi Claw này một chiếc máy chưa hoàn hảo nhưng nếu như 15 triệu không phải là một mức giá quá cao của các đối với các bạn thì các bạn có thể mua về và trải nghiệm ha bạn nào có câu hỏi nào liên quan đến con Mi Claw này hãy để, để bình luận bên dưới mình sẽ xem và trả lời cho các bạn nha Cảm ơn các bạn rất nhiều